Sáng nay, đoàn cán bộ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do đồng chí Tạ Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các vị linh mục, mục sư, hội đồng mục vụ, ban chấp sự và bà con giáo dân, giáo hữu, nhà thờ Bến Bàu và nhà thờ Đất Sét, huyện Hồng Dân nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022. Cùng đi với đoàn có đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại nhà thờ Bến Bàu và nhà thờ Đất Sét, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tạ Trung Dũng gửi lời chúc mừng của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến các vị linh mục, mục sư, hội đồng mục vụ, ban chấp sự và bà con giáo dân, giáo hữu đón mừng Giáng sinh, mừng năm mới vui tươi hạnh phúc. Đồng chí Tạ Trung Dũng thông tin những kết quả nổi bật tỉnh Bạc Liêu đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2022. Trong phát triển chung đó có sự đóng góp không nhỏ của các vị linh mục, mục sư, hội đồng mục vụ, ban chấp sự và toàn thể bà con giáo dân, giáo hữu huyện Hồng Dân nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung. Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, các vị linh mục, mục sư, hội đồng mục vụ, ban chấp sự và toàn thể bà con giáo dân, giáo hữu trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tích cực hưởng ứng và có nhiều đóng góp hơn nữa vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dịp này, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tạ Trung Dũng đã trao tặng nhà thờ Bến Bàu và nhà thờ Đất Sét một phần quà và chúc các vị linh mục, mục sư, hội đồng mục vụ, ban chấp sự và toàn thể bà con giáo dân, giáo hữu đón mừng Giáng sinh, mừng năm mới vui tươi, hạnh phúc. Nhân dịp Giáng sinh năm 2022, sáng nay thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Quỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Bạc Liêu đã đến thăm chúc mừng các linh mục, mục sư và giáo dân tại nhà thờ phường 2, nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Chi hội Tin Lành phường 7, địa bàn thành phố Bạc Liêu và nhà thờ Nàng Rền tại huyện Vĩnh Lợi. Tại các nơi đến, đồng chí Quỳnh Hữu Trí, Bí thư Thành ủy thành phố Bạc Liêu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần các linh mục, mục sư và bà con giáo dân, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến các linh mục, mục sư và bà con giáo dân. Mặc dù gặp không ít khó khăn sau đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 của tỉnh vẫn đạt 9,6%, đứng thứ tư khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 15 cả nước. Các lĩnh vực y tế, giáo dục được chú trọng phát triển, công tác giảm nghèo được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện khá tốt. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Thành ủy thành phố Bạc Liêu Quỳnh Hữu Trí ghi nhận những đóng góp tích cực của các linh mục, mục sư, đồng bào Công giáo thời gian qua và mong các vị linh mục, mục sư tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các linh mục, mục sư cảm kích và gửi lời cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hứa sẽ thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết, góp phần cùng tỉnh nhà phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Tại các nơi đến, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Thành ủy thành phố Bạc Liêu đã tặng quà và gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành hạnh phúc đến các linh mục, mục sư và bà con giáo dân. Cũng trong sáng nay, đoàn cán bộ tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do đồng chí Trương Hồng Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh trên địa bàn huyện Hòa Bình. Đoàn đã đến nhà thờ Vĩnh Mỹ, xã Vĩnh Mỹ A, nhà thờ Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Mỹ B, nhà thờ Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hậu, nhà Nguyện Vô Nhiễm, xã Vĩnh Hậu A, Chi hội Tin Lành Hòa Bình, thị trấn Hòa Bình. Tại các nơi đến, thay mặt đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trương Hồng Trang đã thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua. Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn do dịch bệnh COVID-19, song tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các ngành các cấp quy động sức mạnh cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong những kết quả đáng phấn khởi của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của bà con giáo dân tỉnh nhà nói chung, huyện Hòa Bình nói riêng, đồng thời mong muốn các vị linh mục, mục sư tiếp tục vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Dịp này, đoàn đã tặng quà và chúc các vị linh mục, mục sư và đồng bào giáo dân đón lễ Giáng sinh 2022 an lành, hạnh phúc.